Thưa quý vị, kể từ khi nhà sư Thích Trân Quang trụ trì chùa Thiền Thôn Phật Quang, thì ông đã gây ra 6 cái điều vô cùng nguy hiểm chưa có tiền lệ gây bức xúc trong cộng đồng dư luận xã hội. Vậy 6 cái điều nguy hiểm đó là gì? Mời quý vị đừng rời màn hình để chúng ta theo dõi chi tiết ngay sau đây quý vị nhé. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua thì tôi đã gửi tới quý vị toàn văn cái thông báo kết luận của đoàn kiểm tra của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc kiểm tra cái sinh hoạt và các cái hoạt động của chùa Phật Quang trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì do đây là cái văn bản của các cơ quan nhà nước, chính vì vậy mà tôi phải đọc nguyên văn để mang tính trung thực, khách quan và tôn trọng cái thông báo của các cơ quan chức năng của chính phủ. Chính vì vậy mà tôi đọc toàn văn cái bài đó thì nó quá dài, gây ra những cái sự bất tiện cho quý vị theo dõi. Thì ngày hôm nay tôi đã đọc lại toàn bộ cái thông báo kết luận này và tôi rút ra được 6 cái điểm. 6 cái điểm này thì nó gây ra cái sự bức xúc rất là dữ dội ở trong cộng đồng xã hội của chúng ta và nó gây ra một cái tiền lệ rất là xấu. Chính vì vậy mà để cho quý vị theo dõi một cách dễ dàng hơn thì hôm nay tôi sẽ tóm tắt 6 cái điều mà tôi cho rằng đây là những cái vấn đề mà tất cả mọi người chúng ta rất quan tâm và nếu mà những cái sự việc này mà chúng ta không có chấn chỉnh kịp thời đặc biệt là đối với các cơ quan chức năng đó người ta không vào cuộc sớm thì nó sẽ gây ra những cái tiền lệ rất xấu đối với các cơ sở tôn giáo thì hôm nay tôi xin lược lại 6 cái điểm chính này để cho quý vị dễ tham khảo nhé. cái điểm thứ nhất đó là đối với lại chùa Thiền Tôn Phật Quang đó thì đây là một cái cơ sở tôn giáo mà có một cái sự ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng từ trong tôn giáo lẫn ở ngoài xã hội nữa thưa quý vị. Cái quy mô hoạt động của cái chùa Thiền Tôn này Phật Quang này á thì nó phủ kín toàn bộ các cái tỉnh thành trong nước chúng ta và lan ra cả nước ngoài nữa. Với một cái sự hùng mạnh cả về nhân sự cho lẫn quy mô nữa thưa quý vị. Thì cái điểm thứ nhất đó là về nhân sự thì chùa này có trên 400 người là nhân sự chính của chùa theo cái bản kết luận này quý vị nhé. Và có 189.295 tín đồ. Vâng có một cái lực lượng rất hùng hậu. Và chùa Phật Quang tức là thiền tôn Phật Quang đó. Hiện nay có 58 đạo tràng sinh hoạt tại 121 địa điểm và 68 chúng thanh niên Phật tử Phật Quang chính thức sinh hoạt tại 271 địa điểm trong và ngoài nước. Thưa quý vị, như vậy là với một cái lực lượng hồng hậu như vậy và sinh hoạt trải đều trên khắp đất nước của chúng ta và uh, lan ra các nước trên thế giới nữa thưa quý vị. Thì chúng thanh niên này hoạt động ở các nước như là Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Đức, Nga, Mỹ, Canada. Và một điều đặc biệt nữa là uh, chúng thanh niên các đạo tràng này thì lại chưa hề uh, được đăng ký uh, thành lập cũng như là đăng ký hoạt động thưa quý vị. Uh, đối với uh, các uh, cơ quan của địa phương cũng vậy và đặc biệt là cũng chưa được sự chấp thuận của ban trị sự phật giáo địa phương đây là một cái điều mà chúng ta rất đáng quan tâm như quý vị nha một cái tổ chức gây ảnh hưởng đến toàn thể lãnh thổ việt nam cũng như lan rộng ra các nước như vậy mà lại nhà sư thích trân quang lại chưa hề đăng ký thành lập mà cũng chưa có được sự chấp thuận của ban trị sự phật giáo địa phương nữa mà hoàn toàn là thành lập tự phát thưa quý vị theo như đúng như nguyên văn của cái bản kết luận thanh tra này thì đây là cái cái hoạt động tự phát của thượng tọa thích chân quang bây giờ chúng ta có thể gọi là nhà sư thích chân quang thôi bởi vì lát nữa đây thì tôi sẽ trình bày lý do tại sao từ bây giờ đi chúng ta không có nên gọi là thượng tọa thích chân quang nữa quý vị nhé thì đây là một cái tổ chức nó có một cái mức ảnh hưởng trên toàn cõi lãnh thổ Việt Nam với 271 địa điểm trong và ngoài nước nữa quý vị và lan ra các nước châu Á và châu Âu, Mỹ, Canada đều có hết các cái hoạt động của chúng thanh niên rồi quý vị nhé. Mà điều đáng nói là các cái hoạt động này thì không có được cấp phép bởi các cơ quan chức năng mà chỉ có là sự thành lập tự phát dưới cái sự chứng minh của sư trụ trì tức là sư thích chân quang thưa quý vị thì đây là một cái điểm đầu tiên chúng ta cần phải quan tâm cái địa điểm này. thì cái điểm này đó là một cái tổ chức uh, tôn giáo mà nó lại có một cái mức độ hoạt động ảnh hưởng rộng lớn như vậy với một cái lực lượng nhân sự hùng hậu như vậy và đặc biệt là cái đội ngũ chúng thanh niên này thì người ta hoạt động uh, rất là tích cực uh, ở khắp các cái tỉnh thành trong cả nước và um, lan ra các cái nước khác như là các cái nước ở châu Á, um, châu Âu, Mỹ, Canada đều có hết cho quý vị nha. thì đó là cái điểm thứ nhất mà chúng ta cần quan tâm. cái điểm thứ hai chúng ta quan tâm đây là cái sự gian dối trong cái việc khai hồ sơ cá nhân của thượng tọa thích chân quang. thưa quý vị một nhà sư mà nếu mà mà có sự gian dối như vậy thì uh, đã phạm giới luật rồi quý vị. mà ở đây uh, cái gian dối ở đây theo cái bản kết luận này thì uh, thích chân quang uh, sau khi đoàn kiểm tra người ta kiểm tra thì người ta thấy rằng uh, Sư Thích Trân Quang có hai cái giấy chứng nhận uh, Giấy chứng điệp thọ giới Mà lại vào hai thời điểm khác nhau uh, Một giấy là vào năm 1990 Và một giấy là năm 2001 Đó là theo kết luận của đoàn thanh tra Nhưng mà trong cái tờ khai trong hồ sơ đó uh, Thì uh, Thích Trân Quang lại khai thọ giới kỳ kheo vào năm 1984 Đây là những cái sự uh, không có thống nhất trong cái lời khai thưa quý vị là trên giấy chứng điệp thọ giới đó thì có hai cái chứng điệp thọ giới mà lại vào hai thời điểm khác nhau. Tôi xin lặp lại là một cái thì thời đi... vào thời điểm năm 1990 và một cái thì thời điểm năm 2001. Nhưng mà cái hồ sơ khai á, thì Thích Trân Quang lại khai là thọ giới tỳ kheo năm 1984. Thì đây là một cái điểm thứ hai chúng ta cần quan tâm quý vị nha. Một cái điểm thứ ba gây bức xúc trong cộng đồng là đó là hiện nay thì đoàn thanh tra người ta phát hiện ra là thích chân quang chưa có hồ sơ đăng ký bổ nhiệm trụ trì và cũng chưa có một cái quyết định bổ nhiệm trụ trì nào thì rõ ràng như vậy là chúng ta thấy là thích chân quang tuyên bố là trụ trì của chùa Thiền Thôn Phật Quang như vậy thì lại gian dối nữa quý vị không đúng quý vị và mới đây thì chúng ta cũng được biết là giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng có thông báo là là Thích Chân Quang uh, không có phải là trụ trì của chùa Thiền Tôn Phật Quang thì hôm nay đoàn thanh tra người ta thanh tra người ta báo cáo như vậy thì cũng phù hợp thưa quý vị. Thì đây là một cái điều mà mà tôi nghĩ rằng là quan trọng nhất trong sáu cái điều này thưa quý vị. Uh, tại sao mình chưa được bổ nhiệm là trụ trì và cũng chưa có cái hồ sơ để đăng ký um, để bổ được bổ nhiệm nữa quý vị thì và tất nhiên là không có hồ sơ và không có cái quyết định bổ nhiệm làm trụ trì. Vậy thì tại sao trong suốt một thời gian dài vị tu sĩ này lại luôn cho mình là là vị trụ trì? thì cái điều thứ bốn này sẽ giải thích cho quý vị nha. Cái điều thứ tư này là một trong sáu cái điều mà chúng ta quan tâm, nó có liên quan đến cái điều thứ ba là cái điều mà hiện nay Sư Thích Trân Quang chưa có được bổ nhiệm làm trụ trì thì uh, giải lý giải cho cái cái việc mà tại sao lại chưa có giấy uh, quyết định bổ nhiệm trụ trì mà nhà sư Thích Chân Quang lại cho mình là là trụ trì thì uh, Thích Trân Quang giải thích với lại đoàn kiểm tra là uh, tôi đọc Nguyên Văn nhé Thích Trân Quang giải thích ông Mặc nhiên được xem là trụ trì chùa Phật Quang vì ông là người khai Sơn lập địa ở đây vâng quý vị có thấy là hết sức vô lý một người được mệnh danh là là một tu sĩ một người có bằng cấp cao là bằng tiến sĩ chúng ta cứ tạm gọi như vậy đi mà tại sao lại không hiểu luật pháp gì hết luật pháp của của xã hội cũng như là luật của giáo hội mà thích chân quang lại nói rằng vì ông ấy khai sơn lập địa ở đây cho nên mặc nhiên ông ấy là là trụ trì chùa phật quang thì đây là một cái điều hết sức vô lý vậy mà Nhà sư Thích Trân Quang Vẫn có thể phát biểu được Và ông vẫn vô tư mặc nhiên Tôi là trụ trì Bởi vì tôi có công Khai sơn lập địa ở đây Đó là một cái điều Nó có liên quan đến điều thứ ba Là Thích Trân Quang này chưa có hồ sơ bổ nhiệm gì Mà lại cứ tự xưng mình là Là trụ trì Chùa Phật Quang Cái điểm thứ năm Tức là cái điều thứ năm Mà chúng ta đáng quan tâm ở đây nữa đó Là À, thích Trân Quang à, khi mà đoàn thanh tra người ta vào thanh tra cái vấn đề bằng cấp á thì người ta có nói rằng à, nhà sư thích Trân quang trình cái bằng gốc ra đi à, để nếu mà có bằng gốc rồi thì sẽ đánh tan mọi những cái nghi ngờ trước đây và cũng tạo thuận lợi cho các cơ quan chức năng người ta um, thực thi cái nhiệm vụ mà người ta điều tra cái vấn đề dư luận đang là đồn thổi là um, vị uh, sư thích chân quang này không có bằng cấp 3 thì uh, Giải trình cho cái việc đó, đó thì Thích Trân Quang Ông khai rằng là vào năm 2009 đó, Thì cái thời điểm đó tại Chùa Phật Quang Có xảy ra một số cái sự việc Là một số tăng ni đòi ly khai khỏi chùa Và có đòi chia cái tài sản đó nữa Và trong cái sự việc như vậy Thì cái số tăng ni này mới xâm nhập vô chùa Và lấy hết sổ, sơ giấy tờ của chùa đi Thì trong đó là có cái bằng cấp 3 của Thích Trân Quang Chính Vì vậy mà những cái người này đã lấy hết đi rồi. Và do đó mà thích Trung quan không có thể cung cấp cho cơ quan chức năng được cái bằng gốc. À, cái câu hỏi đặt ra là vậy thì tại sao mà những cái người uh, tăng ni đòi ly khai này uh, xâm nhập vô chùa để lấy hết đi giấy tờ mà tại sao lại chỉ có lấy mỗi cái bằng cấp 3 thôi? Còn các cái giấy tờ khác thì lại không có lấy. Bởi vì uh, nếu mà lấy hết thì Tại sao mà thầy lại còn các cái bằng cấp khác để uh, có thể đăng ký để học uh, cử nhân luật được thưa quý vị Đây là một cái điều rất là vô lý Nếu mà họ lấy hồ sơ thì uh, thường là hồ sơ giấy tờ chúng ta bỏ chung vào một cái sơ mi Hoặc là vào một cái vali, một cái tủ nào đó uh, Thì khi mà kẻ trộm nó vô lấy thì thường là nó ôm hết đi Chứ đâu có ai mà lựa mỗi cái bằng cấp 3 thưa quý vị Nhưng mà Thích Trân Quang thì lại lý giải với đoàn kiểm tra là cái số tăng ni đòi ly khai này họ họ xâm nhập vào chùa và họ lấy hết đi giấy tờ đấy nhưng mà tại sao lại chỉ mất có mỗi cái bằng cấp 3 thôi còn các cái giấy tờ bằng cấp khác thì vẫn còn bởi vì còn cho nên là nhà sư thích chân quang này mới dùng các giấy tờ đó để đăng ký học đại học được chứ phải không thưa quý vị vào cử nhân luật cũng như là các cái cấp học sau đó thì đây là một cái điểm hết sức vô lý vậy mà không hiểu vì lý do gì thì Nhà sư Thích chân Quang này Vẫn trình bày cái lý do đó với đoàn kiểm tra Ở cái điểm thứ sáu Mà chúng ta cần lưu ý nữa Là Không hiểu vì sao Mà trong cái giấy thành lập Chùa Phật Quang Thì Đúng ra là phải ghi bảng hiệu là Chùa Phật Quang Nhưng mà khi mà Từ lúc thành lập Chùa tới bây giờ Thì chúng ta thấy là cái biển hiệu ở bên ngoài thì thích trân quang để cái bảng hiệu là thiền tôn phật quang chứ không ghi theo đúng cái giấy phép hoạt động là chùa phật quang thì người ta mới đặt câu hỏi ra là tại sao nhà sư lại có cái sự lập lờ có cái sự gian dối trong cái việc ghi cái bảng hiệu này trong khi luật trong cái giấy phép hoạt động thì phải để đúng là chùa phật quang nhưng mà suốt một quãng thời gian từ lúc thành lập cho đến nay cho đến cái thời gian thanh tra thì như chúng ta đã biết đó, và bản thân tôi cũng đã từng đến tận nơi ngôi chùa Phật Quang này và khi mà tôi đến đó, thì vào cái dịp tháng 7 là lễ Vu Lan vừa rồi đó quý vị tháng 7 năm 2024 này, này thì tôi đã có rất nhiều cái video nói về cái sự việc mà tôi tìm hiểu về chùa Phật Quang đó. thì may mắn là khi mà tôi đến đó đó thì tôi vẫn còn thấy cái bảng là thiền tôn Phật Quang nhưng mà khi mà có đoàn thanh tra đến cái thời gian vừa qua đó thì uh, uh, thích chân quang cho hạ cái biển thiền Tôn Phật Quang xuống và và thay thế vào đó là cái bảng là chùa Phật Quang thì uh, đợt vừa rồi dư luận xã hội cũng rất là là thắc mắc là tại sao nhà chùa lại đột ngột thay đổi cái bảng hiệu như vậy thì bây giờ chúng ta có cái kết luận của đoàn kiểm tra rồi thì chúng ta mới biết là à vì sao mà tới bây giờ thì uh, thượng tọa Thích Chân Quang lại mới bắt đầu đưa cái bảng hiệu là chùa Phật Quang lên mà cái chùa Thiền Tôn Phật Quang thì kéo dài từ lúc mà thành lập tới nay mấy chục năm rồi thưa quý vị. Vậy thì dư luận người ta đặt ra câu hỏi là đằng sau cái việc mà tự ý thay đổi cái cái tên chùa Phật Quang thành Thiền Tôn Phật Quang với cái mục đích gì? Và đoàn kiểm tra người ta cũng cho biết là những trên các cái giấy tờ thì cái tiêu đề cũng đều là đề là thiền tuôn Phật qua. Thì uh, như vậy người ta đặt là là tại sao lại có cái sự gian dối một uh, vị tu sĩ mà lại có những cái sự gian dối có hệ thống như vậy uh, và đằng sau những cái sự gian dối này là hàm chứa cái mục đích gì của uh, sư thích chân quang? Thì uh, đây là sáu cái cái điều mà uh, chúng tôi thấy rằng uh, đây là những cái điểm nhấn ở trong trong cái bảng báo cáo của đoàn thanh tra thì tôi xin lược thuật lại để cho quý vị dễ theo dõi hơn bởi vì ngày hôm qua tôi đọc lại toàn bộ văn bản thì cũng có rất nhiều quý vị khán giả nói rằng đọc dài đọc dai nhưng mà thứ nhất là đây là cái văn bản pháp luật thưa quý vị thứ hai nữa là để mang tính khách quan và cũng là để tôn trọng cái cái sự thật, cái sự việc nó đang xảy ra đúng theo như vậy, theo những cái gì mà ở đây là tôi chỉ là đọc lại cái văn bản của uh, cái đoàn kiểm tra của ban tôn giáo chính phủ thôi và cũng có một số uh, vị khán giả nói rằng uh, đọc uh, suốt như vậy, theo dõi suốt như vậy nhưng mà đâu có thấy uh, đưa ra những cái biện pháp xử lý kỷ luật gì đâu thì uh, xin thưa với quý vị theo chỗ tôi được biết đó, thì đây là chỉ là cái cái đoàn thanh tra của ban tôn giáo chính phủ thôi và các cái đoàn thanh tra khác cũng vậy nếu mà họ thanh tra thì họ chỉ vào để thanh tra Cái những cái sự thật đang diễn ra tại một cái cơ sở cần thanh tra điều gì đang xảy ra tại đó người ta thanh tra một cách trung thực và người ta sẽ đem cái, cái kết luận của bản thanh tra này người ta sẽ trình đến các cái cơ quan chức năng các cơ quan chức năng khác người ta mới có cái chức năng để đưa ra những cái hình thức xử lý xử phạt như thế nào thì đó là việc của các cơ quan chức năng khác còn đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra và đặc biệt đây lại là đoàn thanh tra của ban tôn giáo thì người ta không có cái chức năng để mà mà đưa ra cái hình thức kỷ luật thưa quý vị. Đây là cái hiểu biết của cá nhân tôi. Nếu mà quý vị nào nắm rõ hơn thì mời quý vị comment ở bên dưới để cho đông đảo quý vị quan tâm thì chúng ta có thể theo dõi để hiểu biết thêm về các cái thủ tục về pháp lý quý vị nhé. Và có một điều nữa tôi định đưa vào trong những cái điểm chú ý này là điểm thứ bảy nhưng mà tôi nghĩ lại thì nó cũng không có cần thiết nhưng mà tôi xin trình bày để rộng đường dư luận thêm thôi thì trong cái bản báo cáo kết luận thanh tra này đó thì chưa thấy người ta thanh tra cái vấn đề tài chính của thượng đoạn thích trân quang trong các cái hoạt động của chùa thiền tôn phật quang thì trong suốt cái, cái bản báo cáo này chúng ta chưa thấy nói về vấn đề kiểm tra tài chính bởi vì cái nguồn tài chính của chùa thiền tôn phật quang cũng như các cái cơ sở tôn giáo khác thì chủ yếu là do bá tánh cúng dường nhưng mà cũng phải có cái sự thanh kiểm tra ở đây thì trong suốt cái bản báo cáo này thì chúng tôi chưa nhận thấy là có một cái điểm nào có một cái dòng chữ nào nói về cái vấn đề thanh tra tài chính của chùa thiền tôn vượt qua còn những cái việc mà vi phạm về xử lý đất đai thì ở trong này cũng có nói đến tuy nhiên thì ở đây người ta cũng không có thể nào đưa ra các cái hình pháp xử lý được bởi vì đây chỉ là cái bản thanh tra của ban tôn giáo chính phủ thôi thì hy vọng rằng từ cái bản kết luận này thì các cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào cái bản kết luận này người ta sẽ đưa ra những cái hình thức xử lý tiếp theo thì mong mọi người đừng có đưa ra những cái nhận xét nó chưa có đúng vào cái thời điểm này chúng ta hết sức bình tĩnh và chờ đợi các cơ quan chức năng người ta sẽ có thời gian người ta nghiên cứu và người ta đưa ra những cái hình thức kỷ luật nó phù hợp tuy nhiên thì có một điều tôi băng khoang ở đây nè là riêng đối với giáo hội Phật giáo đó thì tại sao cái sự việc của sư Minh Đạo chỉ có vì một cái câu nói tán thán sư Minh Tuệ thôi mà giáo hội phật giáo việt nam của bà rịa vũng tàu xử lý sư minh đạo trong một nốt nhạc rất gọn gàng mau lẹ từ việc bắt quỳ sám hối uh, cho đến cái việc mà giải cứu các em ở uh, uh, chùa uh, tu viện minh đạo do thầy minh đạo chăm sóc các em ấy. tất cả những cái sự việc đó cho đến ngày hôm nay sư minh đạo bước ra khỏi chùa thì giáo hội phật giáo việt nam xử lý nhanh gọn trong một nốt nhạc nhưng mà đối với uh, sư thích trân quang này đây là một cái sự việc hết sức trầm trọng và xảy ra có hệ thống trong một thời gian dài với rất nhiều những cái sai phạm thì chúng tôi nhận thấy rằng uh, giáo hội đang rất lúng túng trong cái việc xử lý uh, những cái sai phạm mà tại chùa phật quang của thượng tọa thích trân quang nếu mà có các hình thức uh, sai phạm thì giáo hội cũng phải nên đưa ra cái hình thức kỷ luật mau chóng hoặc là nếu mà sư thích chân quang không có lỗi thì giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng phải đưa ra những cái thông báo kịp thời để thứ nhất là đem lại cái sự thật, đem lại cái uy tín danh dự cho thượng tọa thích chân quang cũng như là đem lại cái sự ổn định về đời sống sinh hoạt tôn giáo cho Phật tử và đặc biệt là đem lại cái uy tín cho giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Tuy nhiên thì cho đến hiện nay thời gian trải qua cũng rất lâu rồi nhưng mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì theo cá nhân tôi nghĩ thì các vị ở bên trên tỏ ra hết sức lúng túng trong cái vấn đề xử lý trường hợp của thượng tọa Thích Chân Quang này. Thì đây là những cái ý kiến cá nhân. nếu mà chưa có phù hợp thì xin quý vị comment ở bên dưới để góp ý cho chúng tôi có kiến thức và có những cái nhận định chính xác hơn về cái sự việc của thượng tọa thích Trân quang và xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chúc quý vị một đêm an lành và hạnh phúc